Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng đón xem chương trình nóng hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 6, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Tất Thành Cang lại bị đề nghị truy tố. Công an Đồng Nai vào cuộc vụ chiêu trò gian lận thi lý thuyết ô tô. Hôm nay, xét xử vụ ông Liên Khui Thìn đòi vốn góp tại công ty Tây Sơn. Thấy gì từ vụ lắp camera trong phòng của khách sạn ở Đà Lạt? Sau đây là những thông tin chi tiết của chương trình. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng 9 bị can sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Đây là kết luận điều tra lần thứ tư của vụ án và con số thiệt hại tăng từ 248 lên 498,5 tỷ đồng. Liên quan đến loạt bài điều tra chiêu trò gian lận thi sát hạch ô tô mà báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh, mới đây theo một nguồn tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra xác minh. Trước đó, báo đăng tải loạt bài chiêu trò gian lận thi lý thuyết ô tô phản ánh tình trạng một số đối tượng cò và giáo viên tại các cơ sở đào tạo lái xe quảng cáo, hướng dẫn và trợ giúp học viên thực hiện các hành vi gian lận khi tham dự kỳ thi sát hạch bằng các thiết bị công nghệ cao. Ngay sau khi báo đăng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý trong công tác đào tạo sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe quán triệt đến toàn thể giáo viên của đơn vị, chấp hành nghiêm các quy định trong việc dạy, học và thi cấp giấy phép lái xe. Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu vốn góp trong công ty giữa nguyên đơn là ông Liên Khui Thìn và hai bị đơn là ông Phạm Minh Đạo, Phạm Nguyễn Minh Đức. Phiên tòa này đã bị hoãn 3 lần. Lần đầu vào ngày 11 tháng 4 năm 2021 do bị đơn mắc COVID-19. Phiên tòa hoãn lần 2 vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 do đại diện Viện Kiểm sát báo bệnh và vắng mặt. Đến ngày 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, trước ngày xét xử, luật sư của ông Thìn có đơn xin hoãn với lý do mắc COVID-19, nên phiên tòa tiếp tục hoãn. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận Định. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội đăng tải đoạn clip phản ánh về việc một cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Lạt có lắp camera tại phòng tập thể với sức chứa 8 người. Nhân vật trong clip cũng lo lắng những hình ảnh riêng tư trong phòng ngủ tập thể này có thể bị phát tán, gây ảnh hưởng đến đời tư. Chủ cơ sở là ông TQS sau đó đã giải thích camera được lắp đặt công khai, không có tình trạng giấu kín để thực hiện mục đích xấu. Việc lắp camera này chỉ nhằm mục đích bảo vệ tài sản của du khách lưu trú. Ngày 14 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa thể thao thành phố Đà Lạt cho biết, ngay sau khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, chủ cơ sở lưu trú nêu trên đã tháo ngay camera lắp tại phòng tập thể của cơ sở này. Ông Kiệt cho biết, cơ quan này yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú ở Đà Lạt không lắp camera trong nhà vệ sinh và phòng ngủ, chỉ được phép lắp ở sảnh lễ tân. Theo quy định, mình hoạt động cơ sở lưu trú thì việc gắn camera, mặc dù trong luật du lịch không cấm, nhưng về pháp lý là ảnh hưởng đến đời tư của cá nhân, trong không gian kín là không được, ông Kiệt giải thích thêm. Thưa quý vị, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc lắp đặt camera tại các cơ sở lưu trú? Trong trường hợp lắp đặt camera quay lén với mục đích xấu thì sẽ bị xử lý như thế nào? Để làm rõ những vấn đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương Hồng, giảng viên khoa luật đến từ Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa thạc sĩ,
Từ vụ việc lắp camera trong phòng của khách ở Đà Lạt thì quy định về việc lắp camera tại các cơ sở lưu trú hút là như thế nào ạ? Thực ra đối với vấn đề lắp đặt camera ở các cơ sở lưu trú thì hiện nay pháp luật Việt Nam của chúng ta không có bất kỳ cái quy định hay là văn bản quy phạm pháp luật nào trực tiếp điều chỉnh cái vấn đề này cả. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng cái việc lắp đặt camera ở bất kỳ đâu á, thì nó cũng là một cái vấn đề tương đối là nhạy cảm và nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một trong những cái quyền nhân thân quan trọng nhất và cũng như là nhạy cảm dễ bị xâm hại nhất của các cá nhân, đó là cái quyền được bảo mật về thông tin, các cái quyền riêng tư của cá nhân được quy định ở trong bộ luật dân sự hiện hành. Như vậy thì thông thường các cái cơ sở lưu trú họ có thể lắp đặt camera ở các cái khu vực chung và hiện nay họ cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên là cái việc lắp đặt ở các cái khu vực chung này thì nó phải có được sự đồng ý của khách hàng cũng như là họ phải có một cái mục đích trong việc lắp đặt camera là để đảm bảo an ninh chứ không phải là để theo dõi bất kỳ ai cả, và cũng đồng thời phải có các cái biện pháp để mà đảm bảo cái việc bảo toàn những cái thông tin, những cái hình ảnh mà họ thu được từ các cái camera. Còn đối với các cái khu vực riêng tư hơn thì trên thực tế các cơ sở lưu trú họ cũng có thể lắp đặt camera được, nhưng việc này phải có được sự đồng ý của khách hàng và phải có một cái sự thỏa thuận rõ ràng, minh bạch về cái phạm vi thu thập hình ảnh, thông tin riêng tư cũng như là cái cách thức xử lý, cách thức bảo quản những cái thông tin đó. Thì việc mà các cái cơ sở lưu trú họ cố tình lắp đặt các cái camera giấu kín ở khu vực riêng tư để mà thu thập thông tin riêng tư của khách hàng thì có thể cấu thành các cái vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của các cơ sở lưu trú. Trong trường hợp lắp đặt camera quay lén nhằm mục đích xấu như là phát tán clip nhạy cảm của khách, tiết lộ thông tin cá nhân, bí mật đời tư cá nhân, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì có dấu hiệu của tội gì hay không ạ? Đối với việc cố tình lắp đặt các cái camera giấu kín để thu thập thông tin của khách hàng thì hiện nay chúng ta có các cái chế tài về hành chính và hình sự. Các cái hành vi này ngoài các cái việc có thể bị xử lý hành chính thì họ cũng có thể đủ các yếu tố cấu thành những cái tội như là tội làm nhục người khác hay là tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Thì trong trường hợp là mà các cái cơ sở lưu trú này á, họ đem những cái video nhạy cảm của khách hàng phát tán lên trên mạng với các cái thông tin và có thể làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của các cái người lưu trú thì có thể cấu thành cái tội làm nhục người khác. Trong trường hợp mà họ sao chép, truyền tải, gửi đi cho phát tán cho những cái người khác thì nó cũng đồng thời có thể cấu thành cái tội là phát tán văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành. Thì cho tùy từng trường hợp với các cái tình tiết liên quan thì các cái cơ quan điều tra truy tố họ sẽ xem xét để mà truy tố các cái tội danh này, thậm chí là có thể truy tố cả hai tội danh cùng một lúc. Xung quanh vụ việc này thì thạc sĩ có băn khoăn hay là có những cái vấn đề pháp lý nào khác cần chia sẻ thêm hay không ạ? Thực ra đối với vấn đề này thì mình thấy rằng nó không phải là quá mới ở trên thực tế, nhưng mà nó cũng phản ánh, cái vụ việc vừa rồi cũng phản ánh một cái thực trạng, đó là rất nhiều cơ sở lưu trú họ thiếu các cái kiến thức cũng như là xem thường các cái vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng. Đôi khi là họ chỉ đơn giản muốn lắp camera để đảm bảo cái an ninh hoặc là kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng ở trong cái khu vực riêng tư, ví dụ như là phòng ở nếu có, đúng không? Nhưng mà trên thực tế là các cái vấn đề, các cái hoạt động đều phải tuân thủ pháp luật và chúng ta phải nâng cao cái ý thức của các cơ sở lưu trú trong việc đảm bảo cái quyền riêng tư, những cái sự riêng tư của khách hàng mà được pháp luật bảo vệ. Ở phía người lưu trú thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng nên nâng cao nhận thức về vấn đề này và nâng cao cảnh giác một chút nữa khi mà phát hiện các cái camera giấu kín trong các cơ sở lưu trú mà chúng ta đến, và khi mà phát hiện những cái camera này thì chúng ta hoàn toàn có thể lên tiếng, làm việc với các cơ quan liên quan và đòi lại các cái quyền lợi chính đáng cho mình. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhận định hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Ứng dụng từ thanh đạt số không độ tăng liệt cấp bộ anh trúng nhiều tiên dư tiên bực đến không độ sâu. Hay ứng dụng gì vậy, sao đi căng thẳng mệt mỏi phải làm sao đây? Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà thái nguyên giàu BCCC và vitamin C, sảng khoái tìm đường khác để chiếu cùng nhau. Có trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Ứng dụng từ thanh đạt số không độ tăng liệt cấp bộ anh trúng nhiều tiên dư tiên.
Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 16 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức công khai xin lỗi người bị oan trong kỳ án giết người 41 năm trước vào hôm nay 17 tháng 6. Bài viết kỳ án giết người 41 năm trước, công an và Viện Kiểm sát xin lỗi người bị oan được đăng tải trên fanpage của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận về rất nhiều bình luận của bạn đọc như vụ án hơn 41 năm trời giờ mới được giải oan. Bên cạnh đó còn có các bình luận khác như cuối cùng ánh sáng đã soi xuống những người bị oan. Tôi tin pháp luật sẽ không để ai phải oan uổng cho dù có là bao lâu. Mừng cho những người bị oan, hoàng hồ được giải oan rồi nhé. Ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ với Trương Ngọc Tính, 31 tuổi, ngụ quận 6, để điều tra về đường dây chuyên cho vay nặng lãi. Bài viết đường dây cho vay có chủ là người miền Nam, lãi suất 40% một tháng trên plo.vn đã nhận về nhiều ý kiến từ phía bạn đọc như cho vay ăn lời quá cao, có nhiều ý kiến khác như hãy điều tra bắt tận gốc rễ, mong pháp luật mau chóng dẹp những thành phần này. Đã có rất nhiều người dính vào cho vay nặng lãi như vậy. Họ đã túng quẫn mới vay mà còn bị lãi cao như vậy. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 17 tháng 6 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn. Đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.